Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ giúp bạn đặt hàng thẻ Antimacard. Chúng ta sẽ cùng nhau đi từ cách đăng ký trên trang web đến đặt hàng thẻ. Chúng tôi sẽ trình bày cách tiến hành KYC, xác minh tài khoản và đặt hàng thẻ vật lý. Đăng ký trên trang web. Truy cập địa chỉ ucrypto.cash. Trên màn hình chính, hãy nhập email của bạn và nhấp vào Proceed. Mã xác nhận từ người gửi ucrypto sẽ được gửi đến email của bạn. Hãy nhập nó vào cửa sổ thích hợp. Một trang sẽ được mở ra. Ở đó bạn có thể tìm hiểu thêm về Antimacard cũng như đặt hàng thẻ vật lý. Đến đây đã hoàn tất quá trình đăng ký. Đặt hàng Antimacard. Để đặt hàng thẻ, hãy nhấn vào Order a Physical Card. Bạn sẽ được yêu cầu hoàn tất thủ tục KYC. Tùy thuộc vào quốc tịch của bạn, hãy nhấp vào nút I come from a European country hoặc I'm from outside Europe. Xin lưu ý rằng, hiện tại không thể phát hành và giao thẻ cho các quốc gia và khu vực sau: Mỹ, Belarus, Cuba, Bắc Triều Tiên, Cộng hòa Dân chủ Congo, Cộng hòa Trung Phi, Myanmar, Haiti, Iran, Libya, Nga, Syria, Somalia, Venezuela, Yemen, Zimbabwe, Cộng hòa Nhân dân Donetsk, Cộng hòa Nhân dân Lugansk, Kherson, Zaporizhia, Crimea. Cũng xin lưu ý rằng, dịch vụ giao thẻ đến Ấn Độ hiện không khả dụng. Thẻ dành cho công dân Ấn Độ sẽ được giao đến văn phòng Antima ở Dubai và có thể được nhận tại sự kiện được tổ chức vào ngày 13 tháng 4 năm 2024 tại Dubai. Chúng tôi sẽ trình bày quy trình này cho công dân các nước châu Âu. Trên trang tiếp theo, bạn sẽ được yêu cầu trả lời xem bạn có phải là cư dân Hoa Kỳ hay không và nhấp vào Continue. Bây giờ hãy chọn quốc tịch của bạn. Tiếp theo, hãy chọn loại tài liệu bạn sẵn sàng tải lên. Tải lên tài liệu của bạn dưới đây. Xin lưu ý rằng, bạn phải tải lên ảnh từng mặt của tài liệu. Sau khi tải lên, hãy nhấp vào Next. Bạn sẽ được yêu cầu ảnh selfie. Hãy nhấp vào nút I'm ready khi bạn đã sẵn sàng. Để chụp ảnh selfie, hãy nhìn vào camera thiết bị của bạn. Hãy đảm bảo khuôn mặt của bạn vừa với khung, sau đó từ từ xoay đầu theo hình tròn. Nếu bạn làm mọi thứ chính xác, bạn sẽ thấy thông báo trên màn hình cho biết quá trình quét khuôn mặt đã hoàn tất thành công. Sau đó, ở giai đoạn cuối cùng của thủ tục KYC, bạn sẽ được yêu cầu kiểm tra tài liệu và xác nhận thông tin bằng cách nhấp vào nút Next. Xong, tài liệu của bạn đã được gửi để xác minh. Thông tin về trạng thái xác minh sẽ có sẵn trong trang cá nhân. Giai đoạn tiếp theo sau thủ tục KYC là điền thông tin còn thiếu. Bạn sẽ cần phải nhập số điện thoại hoặc email của bạn. Trong cửa sổ mở ra, hãy nhập thông tin của bạn và nhấp vào Confirm. Sau đó làm theo hướng dẫn trên giao diện. Sau khi nhập thông tin, bạn sẽ thấy thông báo dữ liệu đã được gửi để xác minh. Bạn có thể theo dõi trạng thái xác minh trong tài khoản của mình. Để thực hiện việc này, hãy di chuột qua biểu tượng hồ sơ và nhấp vào Basic Information. Đặt hàng và thanh toán thẻ. Khi quá trình xác minh hoàn tất, hãy nhấp lại vào Order a Physical Card. Trong cửa sổ mở ra, nhập địa chỉ của bạn và nhấp vào Confirm. Tiếp theo, bạn sẽ được yêu cầu thanh toán phí phát hành thẻ. Thanh toán được thực hiện bằng tất cả các tài sản kỹ thuật số có sẵn mà bạn sẽ nhìn thấy trong danh sách. Chi phí bằng euro và được cố định ở giá 250 euro, 235 euro cho việc phát hành thẻ và 15 euro cho phí giao hàng. Số tiền tính bằng USDT sẽ được quy đổi theo tỷ giá tại thời điểm thanh toán. Hãy bấm vào nút Pay ở cuối màn hình. Một trang có thông tin chi tiết sẽ mở ra. Hãy quét mã QR hoặc sao chép địa chỉ bên dưới để chuyển tiền điện tử tới đó. Sau khi thanh toán xong, hãy nhấn vào nút Done. Xin lưu ý rằng, việc thanh toán phải được thực hiện trong vòng 30 phút. Xong, bạn đã đặt hàng và thanh toán thẻ. Hãy chờ thông tin về việc giao thẻ được gửi tới email của bạn. Bạn cũng có thể theo dõi trạng thái trong trang cá nhân. Thời gian giao hàng dự kiến là từ 10 đến 21 ngày.